Thời gian gần đây á, thì quý cô chú anh chị mình nhận hàng của Hoàng Lan Di Phong về, anh chị trồng lại, anh chị ghép thành những chậu tác phẩm đẹp như vậy. Thì hỏi sao, ủa Phong ơi, em bán hàng gì kỳ cho anh chị ghép chậu thúi, vàng lá không bán, không có trồng được. Giờ ghép lại tưới phân sao nó không chịu phát triển hết mà càng ngày càng thúi, càng ngày càng vàng lá. Vậy thì có cái hướng giải quyết gì cho cô chú anh chị khách hàng mình không? Thì đợt này thì bên em sẽ trả lời một cách cụ thể cho anh chị mình ha. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị mình rất nhiều đã lựa chọn Hoa Lan Di Phong trong rất nhiều sự lựa chọn. Và cô chú anh chị mình ơi, mùa mưa này á, đây là không phải là một mùa rất phù hợp để cho anh chị mình có thể ghép cây anh ra làm thành những chậu tác phẩm. Mùa mà cô chú anh chị mình có thể làm thành những chậu tác phẩm bằng việc mua những chậu nhỏ ghép lại á, đó là giai đoạn mà qua Tết anh chị. Khi thời tiết nó ấm lên, thành ra lúc đó thì mùa sinh sôi nảy nở, thì lúc đó thì dễ ra mầm hơn. Nói như vậy không phải là mùa này không có thể trồng lại được, thành ra không có thể ghép chậu lại được. Tuy nhiên anh chị phải kỹ hơn chút. Kỹ hơn là sao? Khi mà nhận hàng về á, thành những cái chậu nhỏ, cô chú anh chị mình muốn để vậy chơi tới Tết luôn á thì vẫn được. Nhưng mà cô chú anh chị mình khi nhận hàng về, cô chú anh chị mình phải để nơi thoáng mát, và đặc biệt là không tưới nước, không tưới phân gì hết. Tầm khoảng từ 3 tới 4 ngày sau anh chị hãy tưới nước, và tưới với liều lượng là nhẹ nhàng thôi. Sau đó anh chị phun, đầu tiên là phun thuốc phòng trừ nấm bệnh Alias hoặc Ridomingon. Rồi sau đó anh chị phun, không phải phun phân mà anh chị tập trung vào việc kích rễ. Khi mà ra rễ rồi, cây ra rễ nhiều, cây tươi tắn hẳn lên rồi, lúc đó anh chị mới cho ăn phân. Và đặc biệt mùa mưa này anh chị đừng cho ăn phân đạm quá cao anh nha. Đạm là bao gồm là phân cá nè, phân 30-10-10 nè, chỉ số đạm cao thì nó rất là dễ thối. Và còn về việc mà anh chị muốn mua những cái chậu của Hoa Lan Di Phong về ghép chậu anh nha, thì ghép chậu ở làm sao thường thang anh nha, hoặc là sơ dừa phát triển đẹp như vậy, thì cô chú anh chị mình khi nhận hàng về á, cô chú anh chị khỏi cần tưới gì hết, cô chú anh chị mình cứ để về giùm em anh chị. Ví dụ nhận hàng cây bensoda đi, anh chị muốn làm cho tốt khoảng bensoda, anh chị sẽ để như vậy. Đây là hoa bensoda, đây hoa bensoda, thì anh chị mình có thể là tháo bớt sơ dừa ra anh nha, tháo bớt sơ dừa ra anh chị để khô. Như ở đây là em để những cái khóm bensoda nè đó, anh chị tháo những chậu phi 12 ra và anh chị để khô nha, anh chị để tránh nước ở trên, là anh chị che lại hết để cho nơi thoáng mát và tránh mưa, để cho cây khô tầm khoảng từ 3 tới 4 ngày. Và liều đầu tiên anh chị phun đó là phòng trừ nấm bệnh và thối nhũng, cái gì cũng được hết, nhưng chị phun qua một lần đi, và anh chị để khô ráo từ 3 tới 4 ngày cho nó khô thật khô, và mình chuyển qua bước thứ hai. Sau khi để khô cây tầm khoảng 5-6 ngày, anh chị qua tuần mới anh chị bắt đầu thực hiện bước tiếp theo, đó là bước cô chú anh chị mình ghép thành những cái chậu ba khóm như vậy. Đây sơ dừa nha, anh chị có thể là sơ dừa anh chị ghép thành một khóm vậy, và anh chị cố định cho nó cứng lại vào cái móc này cho thật là cứng. Ở bên dưới thì anh chị có thể sử dụng là mót anh nha, hoặc là cái chậu, những cái chậu mô hoặc là những cái chậu phi 12 anh chị cắt bỏ, anh chị để thoáng ở dưới như vậy, anh chị cứ để vậy nha, chưa tưới vật, đặc biệt là không thêm giá thể vào nha. Và sau khi anh chị vậy, anh chị bây giờ nè, những cái chậu này anh chị có thể sử dụng sau bước này, thì quý cô chú anh chị mình có thể phun thêm là Super Root ORG Hum để kích rễ bật mầm, hoặc là anh chị sử dụng thuốc kích rễ nào cũng được, miễn sao mà cho ra mầm mới, cho ra rễ mới rồi thì lúc đó cô chú anh chị mình mới bỏ thêm giá thể vào nha. Chứ anh chị mình đừng có trồng, có ghép lại và bỏ giá thể liền, rồi xong tưới phân, tưới thuốc liền thì tỷ lệ thối nhũng rất là cao anh nha. Cái này cô chú anh chị mình có thể phun kích rễ là tầm khoảng là 3 ngày tới 4 ngày một lần. Khi ra rễ, ra mầm rồi thì cô chú anh chị mình lúc đó thoải mái, anh chị có thể bỏ than hoặc là vỏ dừa hoặc là vỏ thông sau khi đã xử lý vào. Thì mùa mưa này anh chị có thể là ghép được những chậu tác phẩm để anh chị mình chơi. Và còn câu hỏi gì, còn khó khăn gì trong quá trình mà chăm sóc cây, đặc biệt là khi mua hàng của Hoa Lan Di Phong, rất mong quý cô chú anh chị mình sẽ đặt lại câu hỏi ở phần bên dưới video này, để Hoa Lan Di Phong có thể là chăm sóc anh chị một cách tận tình hơn, nhiệt tình hơn, để làm sao anh chị có những chậu lan thật đẹp khi mua hàng tại Hoa Lan Di Phong anh chị ạ. Cảm ơn cô chú anh chị thiệt là nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại ạ.